cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Nga ra đòn quyết định dồn lực đánh bật Ukraine ra khỏi Kursk. Ukraine tuyên bố sẽ chiếm giữ lãnh thổ Nga vô thời hạn. Mỹ có thể cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine giữa căng thẳng vùng biển Nga. Nga cảnh báo là vùng đệm đến lãnh thổ NATO. Nga ra đòn quyết định dồn lực đánh bật Ukraine ra khỏi Kursk. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với những diễn biến mới nhất liên quan tới xung đột giữa Nga và Ukraine. Một quan chức Nga mới đây tuyên bố, lực lượng Nga đang đẩy mạnh giao tranh tại vùng Kursk, quyết tâm đẩy lùi Ukraine ra khỏi vùng lãnh thổ này. Theo đó mới đây, Thiếu tướng Arti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, kiêm chủ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, xác nhận lực lượng vũ trang Ukraine đã phải chịu tổn thất nặng nề cả về nhân lực và thiết bị quân sự trong chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga trong 3 tuần qua. Ông Alaudinov lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai các đơn vị được chuẩn bị tốt nhất, được trang bị các phương tiện của phương Tây cho chiến dịch tại Kursk. Ông Alaudinov tuyên bố cuộc giao tranh nổ ra sau khi lực lượng Kiev tấn công vào vùng biên giới Kursk của Nga sẽ quyết định diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Những gì đang diễn ra trên chiến trường hiện nay là toàn bộ tiền tuyến của Ukraine đã sụp đổ và quân đội Nga đang tiến lên, giành nhiều khu định cư mỗi ngày. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4 tháng 9 tuyên bố lực lượng Nga tiếp tục ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực Kursk. Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các nhóm xung kích Ukraine ở các ngôi làng Malenia và Kamarovska. Các đơn vị Nga cũng đã chặn đứng nỗ lực tấn công của Ukraine. Các nhóm đột kích của Ukraine cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ của Nga và đã tiếp tục gặp phải sự kháng cự. Không quân Nga cũng tấn công vào các lực lượng dự bị của đối phương tại 12 địa điểm ở tỉnh Sumy của Ukraine, nơi Ukraine được cho là đã sử dụng để mở chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi chiến dịch Kursk bắt đầu nổ ra, Ukraine đã chịu tổn thất 9.700 quân, 81 xe tăng, 39 xe chiến đấu bộ binh, 70 xe bọc thép chở quân, 576 xe chiến đấu bọc thép, 313 xe cơ giới, 72 khẩu pháo, 22 bệ phóng hệ thống pháo phóng loạt, 8 bệ phóng hệ thống phòng không. Ukraine tuyên bố sẽ chiếm giữ lãnh thổ Nga vô thời hạn. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết, nước này có kế hoạch nắm giữ vô thời hạn các vùng lãnh thổ ở Kursk của Nga để gây sức ép buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán. Trả lời phỏng vấn NBC ngày 3 tháng 9, Tổng thống Ukraine cho biết, chiến dịch tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk ở biên giới Nga là một trong số các giai đoạn tiến tới chấm dứt xung đột, và rằng chiến dịch này liên quan đến hội nghị hòa bình lần thứ hai của Ukraine. Đề cập tới việc kiểm soát lãnh thổ ở Kursk, ông nhấn mạnh Ukraine không cần đất của Nga nhưng sẽ nắm giữ các vùng lãnh thổ đó vô thời hạn, bởi hiện tại Ukraine đang cần nó. Ông từ chối bình luận về việc liệu Ukraine có kế hoạch kiểm soát thêm lãnh thổ ở Kursk hay không. Tổng thống Zelensky cho hay, Ukraine sẽ gửi cho các đồng minh kế hoạch chiến thắng của mình. Ngoài ra, ông khẳng định Mỹ và các đồng minh khác hoàn toàn không biết trước về kế hoạch đột kích Kursk của Kiev. Ukraine đã đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga hôm 6 tháng 8 và hiện đang kiểm soát khoảng 1.300 km2 lãnh thổ của Kursk, đồng thời bắt giữ hàng trăm tù binh Nga. Tổng thống Zelensky cho hay, một trong những mục tiêu của cuộc đột kích đó là buộc Moscow phải chuyển hướng lực lượng ở miền đông Ukraine để chi viện cho Kursk. Theo ông, Nga đã chuyển khoảng 60.000 quân từ chiến trường Ukraine về Kursk, nhưng lực lượng Nga ở điểm nóng Pokrovsk, miền đông Ukraine không thay đổi đáng kể. Thậm chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tuần này khẳng định lực lượng Nga tại miền đông Ukraine đang tiến công nhanh hơn trước đó. Mỹ có thể cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine giữa căng thẳng vùng biên Nga. Trong một động thái liên quan, Mỹ được cho là sắp chấp thuận việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine bất chấp những cảnh báo cứng rắn từ phía Nga. Hãng tin Reuters ngày 3 tháng 9 dẫn lời các quan chức của Mỹ giấu tên cho biết, tên lửa hành trình không đối đất tầm xa liên quân GRSM sẽ có trong gói vũ khí viện trợ cho Ukraine và được dự kiến công bố vào mùa thu năm nay.
Tên lửa có thể được tích hợp vào máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế và được các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, các nguồn tin lưu ý rằng các cuộc thảo luận về việc viện trợ tên lửa cho Ukraine vẫn đang diễn ra và quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Theo các nguồn tin, việc chuyển giao vũ khí thực tế có thể mất vài tháng vì chính quyền Mỹ sẽ cần giải quyết một số vấn đề kỹ thuật. GRSM do Lockheed Martin phát triển có thể cho phép quân đội Ukraine tấn công các mục tiêu cách biên giới Nga khoảng 300 km, thậm chí lên tới 500 km đối với một số phiên bản tầm xa hơn và đặc biệt hơn. Một trong số các nguồn tin khẳng định, việc cung cấp GRSM cho Ukraine được coi là vấn đề nhạy cảm vì sẽ gây thêm áp lực buộc Washington phải nới lỏng các hạn chế đối với việc Kiev sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga. Trong khi Ukraine nhận được sự chấp thuận từ một số quốc gia phương Tây để tấn công các mục tiêu hợp pháp trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí của họ. Cho đến nay, Mỹ chỉ cho phép Kiev sử dụng vũ khí của Washington để chống lại các cuộc tấn công xuyên biên giới, thay vì tấn công sâu vào trong lãnh thổ của Nga. Trong nhiều tháng qua, Kiev đã yêu cầu các quốc gia phương Tây cho phép mở rộng phạm vi tấn công và sử dụng các vũ khí của phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ của Nga. Trong chuyến thăm Mỹ gần đây, các quan chức cấp cao của Ukraine được cho là đã cho phía Mỹ xem danh sách các mục tiêu xa hơn trong lãnh thổ Nga mà Kiev muốn tấn công. Nga từ lâu cảnh báo phương Tây không được phép cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, điều mà Moscow coi là leo thang căng thẳng. Nga cũng đe dọa sẽ cung cấp thiết bị quân sự tương tự cho các đối thủ của phương Tây để trả đũa nếu những cảnh báo của Moscow không được lắng nghe. Ukraine đang nỗ lực kêu gọi Mỹ cởi trói quyền sử dụng vũ khí tầm xa trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây, do Kiev lo ngại rằng chiến thắng của cựu tổng thống Donald Trump có thể đồng nghĩa với việc Washington giảm viện trợ cho Ukraine. Bản thân ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng sẽ chấm dứt xung đột tại Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử, đồng thời chỉ trích viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev. Thông tin về viện trợ tên lửa mới được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga. Sau 4 tuần giao tranh, Ukraine tuyên bố kiểm soát được khoảng 1.300 km2 lãnh thổ Nga, bất chấp nỗ lực của Moscow để đẩy lùi lực lượng Kiev ra khỏi biên giới. Nga cảnh báo lập vùng đệm đến lãnh thổ của NATO. Đáp trả động thái mới nhất của Mỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev cảnh báo, nếu Mỹ và các thành viên NATO cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, Nga có thể mở rộng vùng đệm an ninh đến lãnh thổ Ba Lan. Ông Dmitry Medvedev tuyên bố rằng, Nga cần tạo ra một vùng đệm cho tương lai để đảm bảo không có gì bay vào. Nếu Ukraine tìm cách sở hữu vũ khí tấn công tầm xa như tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo, thì vùng đệm này sẽ kéo dài tới tận Ba Lan. Hồi tháng 5 vừa qua, ông Medvedev từng nói, Ukraine hiện sở hữu tên lửa tầm xa do phương Tây viện trợ với tầm bắn lên tới 500 km, trong khi khoảng cách giữa vùng biên giới Belgorod của Nga và thủ đô Kiev của Ukraine chỉ là 429 km. Do vậy, Nga cần lập một vùng đệm có khoảng cách lớn hơn khoảng cách đó từ 70 đến 100 km. Vùng đệm an ninh đang là một trong những vấn đề được Nga đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Ukraine gần đây đã tăng cường tập kích vào các khu vực biên giới của Nga nhắm đến những hạ tầng quan trọng như nhà máy lọc dầu hay cảng biển. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, để lập một vùng đệm an ninh sâu 15 km và rộng hàng trăm km, Nga sẽ phải mở một chiến dịch quy mô lớn, đòi hỏi lực lượng lớn hơn để trang bị tốt hơn so với lực lượng triển khai ở biên giới với Ukraine hiện nay. Tuy nhiên, kịch bản vùng đệm an ninh mở rộng đến biên giới Ba Lan là khó xảy ra, bởi động thái này của Nga có thể sẽ kích hoạt điều 5 hiến chương của NATO về phòng thủ tập thể. Ba Lan là thành viên của NATO, bất cứ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một quốc gia thành viên sẽ bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh quân sự gồm 32 thành viên do Mỹ dẫn dắt. Khi đó, NATO có quyền để đáp trả tập thể. Ở chiều ngược lại, Kiev tuyên bố một trong những mục tiêu của quân đội nước này khi mở cuộc đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga vào đầu tháng 8 đến nay là lập vùng đệm an ninh để bảo vệ cho các vùng biên giới Ukraine khỏi làn sóng tấn công từ Nga. Ukraine hiện tiến sâu vào khu vực cách biên giới hàng chục km, kiểm soát khoảng 1.300 km2 ở Kursk. Tổng thống Ukraine hồi đầu tuần cho biết Kiev không cần lãnh thổ của Nga nhưng sẽ kiểm soát vô thời hạn để gây sức ép buộc Nga ngồi vào phòng đàm phán. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo kế hoạch của Ukraine rất rủi ro vì nó sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhân lực trong bối cảnh phòng tuyến ở miền đông đang lung lay trước đà tiến công của Nga.